Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vấn đề tình trạng mua bán giấy tờ bằng cấp giả công khai chủ trương lớn của ai Tình trạng mua bán các loại giấy tờ giả bằng cấp chứng chỉ giả cũng như các trang vẹp quảng cáo dịch vụ làm giấy tờ giả vẫn đang công khai trên mạng Gần đây dư luận xã hội hết sức bức xúc vì vụ việc Ông Nguyễn Trường Hải, người đã sử dụng bằng tiến sĩ giả để tham gia giảng dạy hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp ở hàng loạt trường cao đẳng, đại học tại các trường ở khu vực phía Nam trong rất nhiều năm. Chi vài triệu đồng 4 ngày sau thì có ngay bằng tiến sĩ giả. Tờ báo Thanh niên vào ngày 8 tháng 12 đưa tin với tiêu đề Chi vài triệu đồng 4 ngày sau thì có ngay bằng tiến sĩ thật. Bản tin cho biết chỉ cần gõ từ khóa làm bằng tiến sĩ trên công cụ tìm kiếm Google, lập tức người dùng sẽ nhận được hơn 76 triệu kết quả chỉ trong có 0,27 giây. Có nhiều trang vẹp quảng cáo, mời chào, công khai. Người có nhu cầu làm bằng tiến sĩ giả không chỉ giới hạn bằng giả của các trường ở trong nước, mà còn có thể mua được cả bằng tiến sĩ giả từ những tổ chức tự nhận là tổ chức giáo dục ở nước ngoài. Một câu hỏi đặt ra là vì sao Việt Nam đã có luật an ninh mạng và Bộ Công an để xảy ra tình trạng mua bán tài liệu chứng chỉ bất hợp pháp đến như vậy lại còn diễn ra công khai. Được biết, tại phiên chất vấn của đại biểu Quốc hội vào ngày 9 tháng 11 năm 2020 khi đấy, đề cập đến tình trạng mua bán giấy tờ giả tràn lan trên mạng xã hội. Người đứng đầu Bộ Công an, ông Tô Lâm, đã thừa nhận rằng tình trạng cán bộ công chức trong bộ máy đảng nhà nước có nhiều người sử dụng giấy tờ bằng cấp giả. Theo Bộ trưởng Tô Lâm, người đứng đầu đó, đó là tất cả các loại giấy tờ, chứng chỉ, kể cả bằng tốt nghiệp, các trường đại học, bằng lái xe giấy tờ tùy thân của công dân v v đều có thể làm giả một cách tinh vi bằng mắt thường không thể phát hiện bộ công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức triệt phá bóc gỡ rất nhiều tổ chức đường dây làm giấy tờ giả và chứng chỉ giả có quy mô rất lớn nhưng tình trạng mua bán bằng giả chứng chỉ giả vẫn diễn ra công khai rất nhiều năm qua ông đại tướng tô lâm cũng hứa với quốc hội sẽ giải quyết xử lý để mà chấm dứt tình trạng này. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm người cũng rất nhiều tai tiếng. Kể từ khi Bộ trưởng Công an Tô Lâm đăng đàn phát biểu vấn đề sử dụng giấy tờ bằng cấp giả tại quốc hội vào tháng 11 năm 2020, đến nay đã hơn 3 năm. Nhưng phóng viên báo Thanh niên trong vai người có nhu cầu mua bằng cử nhân giả đã xác nhận vẫn đang tồn tại một thị trường làm bằng cấp giả rất lớn. Thị trường này dành cho những người muốn sử dụng giấy tờ, chứng chỉ giả để hoàn thiện hồ sơ, chứng minh trình độ học vấn đang diễn ra rầm rộ và công khai trên mạng xã hội. Phóng viên báo Thanh niên cho biết, bằng cử nhân giả có giá 4 triệu đồng, còn ở bậc tiến sĩ là 15 triệu đồng và ngành nào, trường nào cũng có thể làm giả được. Vẫn theo báo Thanh niên tiết lộ, có những điều chỉ nghe qua cũng không khỏi giật mình, đó là giá của các bằng tiến sĩ được giao bán cũng đa dạng mức cao nhất là 15 triệu đồng, còn mức thấp nhất rẻ hơn một nửa, chỉ 6 triệu đồng cho một tấm bằng tiến sĩ công nghệ thông tin tại trường đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Kèm theo lời hứa, thông tin bằng cấp giả của khách hàng sẽ được nhập lên hệ thống quản lý của nhà trường. Thực trạng các quan chức Việt Nam có đầy đủ các học hàm, học vị dài dẳng dặc trong các danh thiếp và ai cũng biết có tới 99% là sử dụng bằng giả hoặc bằng thật cũng bỏ tiền ra mua hay các loại bằng cấp không được chấp nhận ở Việt Nam. Theo giới chuyên gia Thạo tin, để xảy ra tình trạng vừa kể trên là do hệ thống xét tuyển công chức đề bạt bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo dưới thời ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã quá chú tâm đến vấn đề bằng cấp mang tính hình thức. Vì hệ thống đòi hỏi bằng nọ cấp kia khiến nhiều người muốn được tuyển dụng, muốn được lên chức thì phải sử dụng giấy chứng nhận bằng cấp giả. Tuy nhiên, việc xử lý đối với các đối tượng sử dụng bằng giả vẫn chưa cân quyết, chỉ cảnh cáo hay cùng lắm là khiển trách. Thậm chí như vụ mua bán chứng chỉ tiếng Anh ở Đại học Đông Đô, bất chấp sự phẫn nộ của dư luận thì cuối cùng cũng chìm xuống. Đại học Đông Đô nổi tiếng trong việc cấp bằng giả cho rất nhiều cán bộ cấp cao trong cả nước. Được biết trong số 193 bằng giả được đại học Đông Đô cung cấp, có 60 người sử dụng bằng giả này, trong đó có 55 người sử dụng để mà nộp hồ sơ xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ. Ngoài ra còn dùng để thi nâng hạng ngạch, thi công chức, khai vào hồ sơ cán bộ vân vân. Cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ông Phạm Minh Hạc trong một bài viết đăng trên báo Nhân Dân vào tháng 7 năm 2017 cũng đã chua sót cho rằng, điều đáng buồn là đối tượng sử dụng bằng giả chủ yếu là cán bộ lãnh đạo và người có thẩm quyền vậy mà vẫn lừa dối thì làm sao họ có thể nói được dần công luận đặt câu hỏi rằng những người học giả bằng giả chỉ có thể chui vào hệ thống công chức của bộ máy đảng nhà nước chứ không thể lọt vào các khu vực tư nhân hay doanh nghiệp của nước ngoài vậy tại sao lãnh đạo việt nam lại để tình trạng này diễn ra kéo dài mà không xử lý triệt để đây Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Vấn đề tình trạng mua bán giấy tờ bằng cấp giả công khai chủ trương lớn của ai Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thực trạng đạo đức xã hội tổng trọng vẫn giáo dục chưa có bao giờ như hôm nay Vụ việc xảy ra tại trường trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Một nhóm học sinh dồn cô giáo của mình vào góc trường đua nhau ném dép, giấy rác vào người cô và liên tục buông những lời thô tục Dư luận xã hội hết sức bức xúc và cho rằng đây là biểu hiện của sự xuống cấp của đạo đức học đường là hệ quả của một hệ thống giáo dục xuống cấp trầm trọng khi thầy không ra thầy trò không ra trò những lời dạy của tiền nhân dạy con cháu phải biết tôn sư trọng đạo bây giờ đang ở đâu ai là người sẽ phải chịu trách nhiệm về tình trạng giáo dục thối nát đến như thế lãnh đạo ngành giáo dục việt nam còn nhớ hay đã quên bài học yêu trẻ trẻ đến nhà kính già già để tuổi hay bản thân họ không được phụ huynh dạy dỗ từ tấm bé. Vụ học sinh nhốt ném dép của cô giáo ở Tuyên Quang đã gây rung động mạng xã hội trong và ngoài nước. Gần 300 năm trước, nhà bác học Lê Quý Đôn đã cảnh báo về họa mất nước khi đó là trẻ không kính già, trò không trọng thầy, bình kiều tướng thoái, tham nhũng tràn lan, sĩ phù ngoảnh mặt. Một xã hội như vậy thì đất nước đã cận kề với họa diệt vong nếu so sánh với xã hội Việt Nam hiện nay thì câu nói trên đã trở thành một lời tiên tri của nhà bác học Lê Quý Đôn từ hàng trăm năm trước nỡ ứng nghiệm luôn vào bây giờ. Mà cụ thể đó là việc trẻ không kính già cho không trọng thầy là điều mà ai cũng thấy đang diễn ra khắp nơi. Cũng bởi đồng lương nhà nước trả thì không đủ sống, thầy cô phải xoay sở trăm nghề theo triết lý đói đầu gối phải bỏ Do đó, giáo viên đã để mất hình ảnh về tư cách, về chuẩn mực nghề nghiệp thì bị học sinh coi thường cũng là điều rất dễ hiểu. Tiếp theo là thực trạng binh kiều, tướng thoái phổ biến trong lực lượng vũ trang của Việt Nam hiện nay, đặc biệt ở lực lượng công an đã trở thành một lũ kiêu binh phản phúc, đến mức nhân dân những người nuôi sống họ bằng tiền thuế trong mắt họ chỉ là thế lực thù địch tiếp theo là tình trạng tham nhũng tràn lan của các cơ quan tại trong đảng thì không cần phải nói nhiều vì nay đã trở thành một vấn nạn nghiêm trọng từ xã, huyện đến tỉnh, trung ương. Thậm chí có thể khẳng định tới 100% quan chức, công chức nhà nước đều dính líu đến tham nhũng. Họ không tham nhũng thì làm sao sống đủ với đồng lương dằm 3 triệu mỗi tháng, không đủ tiền uống cà phê. Tình trạng sĩ phu ngoảnh mặt tiếp theo cũng đã quá rõ ràng cứ nhìn thái độ của nhân sĩ trí thức đối với cuộc sống chuyển lãm tranh gò đồng của nghệ sĩ Phạm Xuân Trường mới đây thì thấy quá rõ. Trong năm vấn đề của nhà bác học Lê Quý Đôn nêu ra, nếu chỉ Phạm có một trong năm người ta đã phải lo ngại và cảnh báo, bây giờ Việt Nam đạt chỉ tiêu trên 100%. Ông Tổng Bí Thư Già Nô Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam Trở lại tình trạng trẻ không kính già, trò không trọng thầy trong xá thút đạo đức xã hội xuống cấp do đầu. Do kiến trúc sư Dương Quốc Chính cho rằng, từ khi cách mạng cướp chính quyền đến mùa thu năm 1945, không những chính quyền cũ bị lật đổ mà cả nền tảng giáo dục đạo đức xã hội và tôn giáo của nó cũng bị lật đổ theo, làm cho các giá trị xã hội bị đảo lộn. Dưới chế độ mới, xã hội chỉ còn rào cản bằng điều lệ đảng, và đó chính là nền đạo đức xã hội chủ nghĩa, tức là đạo đức cách mạng. Cách hiểu lệch lạc và bình đẳng về bình đẳng, mọi người đều ngang nhau và tôn ti trật tự cũ đều bị phá bỏ, dẫn đến tình trạng không ai tôn trọng ai. Bần cung có thể chỉ mặt chửi địa chủ, công nhân, thợ thuyền, buôn bán nhỏ, có thể chửi mặt chửi tư sản, giáo sư vân vân. Rồi thì nền tảng tôn ti trật tự cũ thực sự bị đào tận gốc, chốc tận rễ là trong thời cải cách ruộng đất, con cái đấu tố bố mẹ, người làm đấu tố chủ, ân nhân cũ vân vân ông dương quốc chính viết tiếp đến thời đổi mới tình trạng xã hội xuống cấp mất đạo đức càng trầm trọng hơn đồng tiền lên ngôi khuynh đảo tất cả giá trị ông nhấn mạnh tiền bạc lợi ích nó là động lực phát triển của chủ nghĩa tư bản nhưng chủ nghĩa tư bản nó không bị mục ruỗng nền tảng đạo đức vì nó còn duy trì tôn giáo và tôn ti trên dưới của xã hội và quan trọng nhất là pháp luật nó nghiêm minh và độc lập còn ở Việt Nam và Trung Quốc hiện nay thì đang có đủ thứ tật xấu của Cộng sản và Tư bản, nhưng luật lại không thể nghiêm vì có nhiều kẻ được ngồi trên luật. Cho nên, theo ông Dương Quốc Chính, đừng nên chỉ trách thể cô giáo vì họ cũng chỉ là những cá nhân trong một xã hội. Cả xã hội đạo đức xuống cấp thì không thể tránh khỏi từng cá nhân đạo đức cũng xuống cấp theo. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng giáo dục của chúng ta chưa bao giờ được như bây giờ cũng phải xin nhắc lại báo giáo dục vào ngày 4 tháng 11 năm 2018 có bài Giáo dục của chúng ta chưa bao giờ được như bây giờ. Theo đó, chiều ngày 3 tháng 11, tại Phủ Chủ tịch Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi đó đã gặp mặt 55 học sinh, sinh viên tiêu biểu ngành giáo dục vào năm 2017-2018. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì nhấn mạnh rằng nhìn tổng thể giáo dục của chúng ta chưa bao giờ được như bây giờ. Được biết phản ứng của công luận ngày đó và hôm nay đều thống nhất vắn tắt ở nhận định ngắn ngủi như sau Nghe mà muốn chửi Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Thực trạng đạo đức xã hội tổng trọng vẫn giáo dục chưa có bao giờ như hôm nay Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.